Còn trên thị trường hàng hóa thì dòng tiền đầu tư đã quay lại mạnh mẽ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đóng cửa chỉ số hàng hóa MXV Index đã phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp với mức tăng là hơn 0,7% lên 2.151 điểm. Cùng chung xu hướng tăng của thị trường thì các mặt hàng chủ chốt của nhóm kim loại đồng loạt tăng giá trong phiên ngày hôm qua. Đối với kim loại quý, sau phiên giảm mạnh trước đó thì giá bạc và giá bạch kim đồng loạt phục hồi với mức tăng lần lượt là 1,12% và 0,95%. Trên nhóm kim loại cơ bản thì giá đồng COMEX đã tăng 0,11%, vượt mức 9.300 đô la Mỹ một tấn. Còn giá quặng sắt thì cũng đã tăng gần 1% lên mức là 101,7 đô la Mỹ một tấn. Vâng, theo Sở Giao dịch Hàng hóa của Việt Nam MXV thì các mặt hàng kim loại chủ chốt đón được lực mua tích cực trong phiên ngày hôm qua, chủ yếu là nhờ tâm lý lạc quan của thị trường tài chính sau khi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế tích cực. Và những dữ liệu này thì đã giúp rủi ro suy thoái kinh tế tại Mỹ tiếp tục được xoa dịu, qua đó thì kéo dòng tiền quay trở lại thị trường. Cụ thể thì theo dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm ngày hôm qua thì GDP quý 2 của nước này đã được điều chỉnh tăng lên 3%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với công bố trước đó và tăng mạnh từ mức 1,4% của quý 1. Sau đợt bán tháo vào hồi đầu tháng thì các mặt hàng nhóm kim loại quý đang dần lấy lại đà tăng giá khi mà các nhà đầu tư kỳ vọng gần như chắc chắn là Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tôi cho rằng là đà phục hồi của giá này sẽ tiếp tục được duy trì sang tháng tới khi mà những căng thẳng địa chính trị vẫn còn dai dẳng và có dấu hiệu gia tăng ở một số khu vực trên thế giới. Còn đối với nhóm kim loại cơ bản thì nhiều khả năng giá đồng hay là quặng sắt chỉ duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn do triển vọng nhu cầu tiêu thụ vẫn còn yếu tại thị trường Trung Quốc.